chế biến và chế biến sâu, xuất khẩu đi các thị trường quốc tế như là Mỹ và châu Âu. Và trên đây thì chúng tôi đã phát triển là hai nhà máy của chúng tôi ở tại Bình Phước, và chúng tôi phát triển là hạt điều và hoa quả sấy. Và chúng tôi có một cái nhất nền tảng đó là được hỗ trợ từ tập đoàn thủy sản, và tập đoàn thủy sản đã có 20 năm kinh nghiệm xuất khẩu về các sản phẩm thủy sản và hỗ trợ phát triển cho chúng tôi về ngành thủy sản. Và tôi xin giới thiệu bản thân mình một chút. Là tôi là tổng giám đốc của công ty cổ phần Elbit Việt Nam và công ty Elbit Bình Phước, và hiện tại tôi đang là giảng viên cao cấp của bên dự án FAO về hai cái mảng, đó là nông nghiệp 4.0 và liên quan đến thương mại điện tử quốc tế. Đồng thời tôi là người đại diện cho công nghệ Agrotech của Israel triển khai vào Việt Nam với công nghệ đó là bảo quản sau thu hoạch nông sản bằng xử lý sinh học. Và công ty Elbit chúng tôi cũng là đơn vị pilot được triển khai đầu tiên tại Việt Nam cho công nghệ này dành cho những sản phẩm nông sản xuất khẩu tươi. Trên đây là một vài những sản phẩm của chúng tôi đã tiến hành được xuất khẩu sang cái thị trường là Mỹ và thị trường châu Âu, và chúng tôi đã có những cái bước đi cũng như là khẳng định cái thương hiệu của mình tại thị trường, gồm có cả bán hàng OEM và OBM. Vậy với chúng tôi thì cái việc đó là việc chuyển đổi số, thì tại sao chúng tôi lại phải tiến hành chuyển đổi số ạ? Đó, thì câu bài toán ở đây của chúng tôi đó là khi tiến hành chuyển đổi số thì chúng tôi sẽ được cái lợi ích gì, và đây chính là một vài những cái thông tin mà chúng tôi quyết định tại sao chúng tôi lại tiến hành chuyển đổi số. Thứ nhất đó là như anh chị nhìn thấy màn hình, đó là con số được đánh giá, đó là tổng mức giá trị đóng góp về vấn đề đó là nông nghiệp chiếm 64%. Ngoài ra là liên quan đến con số sản phẩm chế biến nông sản, chế biến sâu chiếm là 19%. Tổng giá trị của ngành nông nghiệp đối với ngành chế biến thì tổng giá trị của nó là trên 80%. Và cái số lượng nhân sự, cái số lượng nhân sự mà tham gia trực tiếp vào cái hoạt động nông nghiệp ạ, là rất là lớn. Vậy những con số này có đúng không ạ? Rất là lớn đúng không ạ? Vậy để kiểm soát được những con số như thế này thì chúng tôi sẽ phải làm gì ạ? Đó, đấy chính là cái lý do mà tại sao mà chúng tôi lại tiến hành chuyển đổi số.